Khách hàng Nguyễn Thị Thanh Tuyền, 26 tuổi, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì da mặt của mình bên ngoài thì nhìn như vậy thôi ạ. Nhưng mà thực sự thì lúc mà mình rửa mặt hoặc là lúc mà mình sờ nhẹ vào ạ, thì da mình rất là sần, vì nó có rất là nhiều mụn ẩn. Chuyên gia nhận định tình trạng mụn do mất cân bằng nội tiết tố, mụn ẩn sâu, da sần sùi, lỗ chân lông to. Ảnh hưởng của mụn do nội tiết tố, mất tự tin trong giao tiếp, dễ để lại sẹo rỗ, ảnh hưởng trong công việc. Hướng giải quyết: sử dụng phương pháp đẩy nhân mụn tự nhiên NanoSkin, không nặng mụn, không đau, tối ưu hoạt động của tế bào gốc trị mụn tiêu viêm, thúc đẩy quá trình tái tạo da. Chia sẻ thực tế của khách hàng. Hiện tại thì mình cảm thấy da mặt mình rất là nhiều mụn ẩn, thỉnh thoảng thì có mụn đỏ và mụn sưng ạ. Hiện trước đây thì mình chưa có trị mụn ở đâu mà mình chỉ trị mụn tại nhà và nặng mụn tại nhà thôi ạ. Trước khi thực hiện thì mình cảm thấy rất là lo lắng về cái tình trạng hiện tại, và hy vọng rằng sau liệu trình này thì da mình có thể cải thiện tốt hơn và có làn da đẹp hơn ạ. Chia sẻ cảm nhận của mình sau khi làm liệu trình trị mụn NanoSkin ở Viện Thẩm Mỹ Oliver. Những ngày đầu làm thì da mình có cảm giác hơi hồng nhẹ, da có cảm giác hơi khô, nhưng nhờ những sản phẩm đi kèm của Oliver trong quá trình điều trị thì da mình cảm thấy dịu nhẹ và được cấp ẩm nhiều hơn. Một liệu trình trị mụn NanoSkin ở Oliver thì da mình được cải thiện rất là nhiều, mụn ẩn giảm hẳn, không còn dần lúc trước nữa, da mình cảm thấy hồng hào và lỗ chân lông được khít nhiều hơn, và da mình không còn nhờn nữa. Cảm ơn Oliver đã mang đến cho mình một làn da mới.